Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Như đã hứa ở video trước, Cường sẽ giải đáp cho các bạn thắc mắc là có rất nhiều khách hàng thích cái phiên bản Airvest All-New 2023 phiên bản Sport, nhưng lại thích luôn cả cái option của phiên bản Titanium một cầu. Thì làm sao để sở hữu luôn cả cái vẻ đẹp của ngoại thất của phiên bản Sport và sở hữu luôn cả cái trang thiết bị option của phiên bản Titanium một cầu? Qua video ngày hôm nay, Cường sẽ chia sẻ và giải đáp thắc mắc đó cho các bạn. Trước khi giải đáp thì Cường sẽ nói cho các bạn là phiên bản Titanium nó sẽ hơn phiên bản Sport ở những điểm nào sau đây. Thứ nhất, phiên bản Titanium sẽ có tích hợp cảm biến áp suất lốp vào màn hình zin giống như các bạn đang thấy ở trước mặt. Thứ hai, trên phiên bản Titanium sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama mà phiên bản Sport không có. Thứ ba, phiên bản Titanium sẽ có đèn viền ambient light cực kỳ đẹp mà phiên bản Sport không có. Đèn viền ambient light quanh xe rất đẹp. Thứ tư, màn hình của phiên bản Titanium sẽ là màn hình tràn viền 12 inch cực kỳ to, còn trên phiên bản Sport chỉ là 10 inch. Thứ năm, ghế phụ của phiên bản Titanium sẽ là ghế chỉnh điện, còn trên phiên bản Sport chỉ là chỉnh cơ. Thứ sáu, trên phiên bản Titanium chúng ta sẽ có viền chrome chân kính, còn trên phiên bản Sport sẽ không có viền chrome chân kính. Thì với những cái option mà trên phiên bản Titanium có, nếu các bạn mua phiên bản Sport các bạn có lên thêm được hay không? Thì câu trả lời là có những cái lên được và có những cái không lên được. Những cái chúng ta có thể lên được, đầu tiên là màn hình, ok, có thể lên bự hơn. Đèn viền ambient light có thể lên bự hơn. Ghế chỉnh điện có thể lên. Cảm biến áp suất lốp có thể gắn. Viền chrome chân kính có thể gắn thêm. Nhưng cái quan trọng nhất là cửa sổ trời thì lại không lên thêm được nha các bạn. Bởi vì cửa sổ trời mà lên mình phải đục khoét cái mui, thì bên Cường không làm cái điều đó các bạn. Bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sự an toàn cũng như là cái kỹ thuật chuyên sâu của xe, thì bên Cường sẽ không làm được điều này. Thì những cái có thể lên được, nhưng cửa sổ trời thì lại không lên được. Cái quan trọng nhất thì lại không lên được cửa sổ trời, là một cái option mà người Việt Nam mình rất thích. Bởi vì cho mình đi, mình cái không gian ở bên trong nó thoáng hơn, mình lên những cái không khí mát mẻ, thì mình có cửa sổ trời mình sẽ tận hưởng được cái không khí ở bên ngoài. Còn ngược lại, phiên bản Sport có cái gì mà phiên bản Titanium không có? Cản trước viền đèn sương mù, ốp gương chiếu hậu, mang cá, tay nắm cửa. Cản sau không thể thiếu đó là mâm xe, bệ bước chân, hai thanh ray nóc trên mui. Tất cả các chi tiết nói trên phiên bản Sport sẽ được sơn màu đen. Thì với những cái điểm mà trên phiên bản Sport có mà trên phiên bản Titanium không có, thì các bạn hoàn toàn có thể là mua phiên bản Titanium và các bạn làm thêm những cái phiên, những cái điểm mà trên phiên bản Sport có. Ví dụ như chỉ cần sơn lại những cái chi tiết mà trên phiên bản Titanium là mạ chrome, sơn lại thành màu đen thì sẽ giống như phiên bản Sport. Thì với những cái option đó thì gần như là trên phiên bản Titanium chúng ta hoàn toàn có thể làm thêm mà không gặp trở ngại bất cứ cái yếu tố gì. Cái màu đen này á, nếu mà mình mua phiên bản Sport á, thì cái nó đen nguyên con á, thì nó không có gì là quá nổi bật. Nhưng thú thật, trên những cái phiên bản ví dụ như là màu trắng, màu xanh, màu cam, màu bạc á, thì đúng là trên phiên bản Sport nó đẹp thật các bạn, nó đẹp. Những cái cách phối màu của nó, những cái này nó mà màu đen nó rất là đúng với lại cái phong cách của chiếc xe Ford đó. Nhìn nó hầm hố, nó thể thao, nó cá tính, nó mạnh mẽ. Còn trên phiên bản Titanium thì nó sẽ hơi sang trọng một xíu. Thì chiếc xe này sẽ rất phù hợp với lại khách hàng mà thích cái sự sang trọng, cái sự điềm đạm, cái sự hào nhoáng của phiên bản Titanium. Còn quay trở lại cái câu chuyện là nên chọn phiên bản nào, thì vẫn một lần nữa muốn khuyên các bạn là nếu mà các bạn thích cái option của phiên bản Titanium rồi á, Cường đang giả sử là mình đã thích cái option của phiên bản Titanium rồi nha, thì mình nên thôi lấy cái phiên bản Titanium đi, ráng thêm 79 triệu đồng đi, về sau này nó không có bị hối tiếc các bạn. Chứ nhiều khi mình mua về rồi á, mình thấy thiếu cái này, thiếu cái kia, cái xong mình bỏ tiền ra mình làm thêm, nó cũng ngót nghét tầm đó tiền à. Mà nó không bằng được là từ nhà sản xuất người ta thiết kế, người ta đã làm ra sẵn cho các bạn như vậy đâu. Rồi đỡ mất công phải mang xe tới lui, độ thêm cái này, độ thêm cái kia. Và có những cái mà mình không độ được luôn các bạn. Cho nên nếu mà đã thích cái option của Titanium rồi thì thôi, ráng thêm 80 triệu nữa, cụ thể là 79 triệu đồng. Mình mua luôn đi để sau này mình khỏi phải hối tiếc. Chứ sau này mình nghĩ là ngày đó tiết kiệm 79 triệu làm gì, bây giờ
làm tới làm lui nó cũng vậy mà nó lại không bằng được cái xe nguyên bản nữa, thì mình cảm thấy là mình rất là hối tiếc. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh bên Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cảm rất tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.